Xin chào các bạn, quay lại với kênh Gam Fan. Đây là video tiếng Việt. Thì trong video này mình sẽ đánh giá máy ROG Ally của hãng Asus. Đây là máy hệ điều hành Windows đã được phát hành vào tháng 6 năm nay. Thì máy này ở thị trường Mỹ có thể mua ở cửa hàng Best Buy với giá là 699 đô. Ở Việt Nam á, thì bạn có thể mua lại ở chính hãng Asus với giá là 18 triệu. Thì câu hỏi được đặt ra là liệu máy Ally có xứng đáng giá 18 triệu hay không? Thì hy vọng sau khi coi video này, bạn sẽ có được câu trả lời của mình. Thì đầu tiên, khi nói về máy Ally thì phải nói về cấu hình. Cấu hình máy Ally khi so sánh với Steam Deck, máy Ally nó mạnh hơn gấp đôi. Đó, về CPU hoặc là về GPU, nó đều mạnh hơn rất là nhiều. Thì CPU Ally sử dụng là con chip của hãng AMD có tên là Ryzen Z1 Extreme. Đây là đời thứ tư của Ryzen. Trong khi Steam Deck thì sử dụng con Ryzen Zen 2, tức là đời thứ hai. Về đồ họa thì Ally sử dụng là RDNA đời thứ ba, còn Steam Deck là RDNA đời thứ hai. Về màn hình thì độ phân giải của Ally là 1080p và hỗ trợ lên tới 120 frame một giây. Còn Steam Deck thì màn hình độ phân giải là chỉ ở 800p và chỉ có 60 frame một giây thôi. À. Thì năm ngoái khi game Forza Horizon 5 được ra thì mình đã có thử chơi trên Steam Deck, nhưng mà máy Steam Deck nó không có chạy được tốt ở trên đó. Cho nên buộc lòng mình chỉ chơi game này trên máy desktop thôi. Nhưng mà không ngờ là bây giờ mình có thể chơi game này trên một cái máy cầm tay như máy Ally này. Thì nói chung công nghệ hàng năm nó tiến triển rất là nhanh. Mười năm trước khi mình sở hữu máy PS Vita thì lúc đó mình đã cảm thấy rằng máy cầm tay lúc đó là nó cũng đã xịn lắm rồi, đồ họa nó lúc đó cũng rất là đẹp, những game như Uncharted đó, của Sony nó nhìn không khác gì mà máy trên console. Nhưng mà bây giờ là 10 năm sau thì cái máy cầm tay nó mạnh ngang ngửa một cái máy như là laptop luôn rồi, gaming laptop. Thì đối với mình đó, khi mà đặt ra một cái tiêu chuẩn đó, game chơi á, miễn sao game nó chạy được 60 frame một giây á là mình đã mãn nguyện rồi. Mình không có phải là những người chơi mấy game như Call Duty này nọ mà cần frame lên tới 120 frame một giây. Mình không có đòi hỏi cao như vậy, mình chỉ cần 60 frame một giây thôi. Thì những game như những game đối kháng ở game đua xe mà được giữ được 60 frame một giây là mình thấy mãn nguyện. Nhưng mà đáng tiếc rằng trên máy Steam Deck thì cái game Forza Horizon 5 này nó không có chạy được 60 frame. Thậm chí nó còn không có nó không chạy nổi được giữ được ổn định 30 frame nữa. Cho nên thành ra trên Steam Deck nó rất là khó chịu và buộc lòng mình phải xóa game. Thì máy Ally với cái câu hỏi được đặt ra là liệu con máy có xứng đáng 18 triệu hay không á, thì nếu bạn ở Việt Nam giữa sự lựa chọn giữa Steam Deck và Ally, thì vì Steam Deck không có được bán trực tiếp vào Việt Nam cho nên cái giá về Việt Nam Steam Deck nó mắc hơn, nó mắc hơn cái giá bên Mỹ rất là nhiều. Thành ra nếu như mà giữa hai giá mà nó không có chênh lệch nhau quá nhiều á, thì mình sẽ chọn mua máy Ally hơn. Thứ nhất là mua trực tiếp tại hãng thì sẽ được sự bảo hành hỗ trợ của hãng. Còn khi nếu mà bạn mua ở bên Mỹ, mua Steam Deck á, mà mua ở Việt Nam á, mà có bị hư gì đó, bạn phải gửi máy Steam Deck về Mỹ. Mà tiền gửi từ Mỹ ở Việt Nam thì nó rẻ hơn từ Việt Nam sang Mỹ. Không biết sao mà từ Việt Nam sang Mỹ thì lúc nào cũng mắc hơn gấp đôi á.
Cho nên nếu ở Việt Nam á thì mình sẽ chọn mua airline hơn. Đó. Hiện tại mình đang chơi game này, mình đang kết nối bằng tay cầm của máy Xbox. Thì cái ưu điểm cũng như khuyết điểm của máy Ally thì là cái hệ điều hành Windows 11 á. Đó, cái hệ điều hành Windows 11. Vì nó là hệ điều hành này á thì bạn khi bạn cài game từ Steam, từ Epic Game, Ubisoft, EA hay là Rockstar thì bạn có thể yên tâm là hầu như các game bạn mua là đều nó bạn có thể chơi liền, bạn không cần phải chỉnh sửa gì hết trơn á. Trong khi trên Steam Deck vẫn còn rất là nhiều game chưa có hỗ trợ được, thì bạn phải mày mò ở trên cộng đồng để kiếm xem là phải dùng cái Proton nào để mà nó giả lập Windows để máy nó phải chạy được. Thì điều đó không phải là sẽ tốn nhiều thời gian để bạn gọi là nghiên cứu tìm tòi để mà để cho game của bạn nó có thể chạy được trên Steam Deck. Nhưng mà trên Ally thì bạn yên tâm, bạn có thể mua là bạn có thể chơi liền, bạn không cần phải làm gì hết. Thì mình thấy đó là cái ưu điểm mạnh nhất. Nhưng mà ngược lại nó cũng một cái khuyết điểm nữa, tại vì hệ điều hành Windows 11 là hệ điều hành dùng cho desktop và laptop chứ không phải là dùng cho tablet. Cho nên vì Ally nó không có cái trackpad đó để mà mô phỏng con chuột đó. Thành ra bạn phải dùng cái ngón tay của bạn để dùng màn hình touchscreen để bạn di chuyển. Thì nó nói chung nó cũng hơi bất tiện. Không phải là không sử dụng được nhưng mà nó không có được thuận tiện lắm. Nhưng mà khi mình sử dụng cái máy Ally ở nhà thì mình có con chuột và bàn phím Bluetooth rồi, cho nên mình chỉ bật lên đó là mình sử dụng nó như một cái máy laptop luôn. Ví dụ như mình không muốn cầm trên tay, mình để trên bàn thì mình có thể kết nối vô một cái màn hình mỏng 15 inch portable á. Màn hình rất là nhẹ, dùng để mà khi đi đi chơi xa đó, không không cần bỏ vô trong cặp, nó là cũng là gọn. Và một khuyết điểm mà mọi người nhắc đến đó là tại sao máy Ally nó pin nó không có được không không được chơi lâu. Thì điều này nó cũng dễ hiểu rồi, tại vì cả hai máy Steam Deck và Ally nó dùng một pin nó y như nhau là 40W một giờ. Thì vì Ally nó cấu hình nó mạnh hơn, đồ họa nó mạnh hơn cho nên nó sẽ ngốn pin nhiều hơn. Thành ra mặc dù cả hai đều cúp pin y như nhau nhưng mà Ally nó sẽ mau hết pin hơn. Thì điều này có thể làm một số bạn không có được hài lòng. Nhưng mà mình thấy thì nó bình thường thôi, tại vì bản thân mình khi mà gaming laptop chẳng hạn nó cũng không, khi mà không có cắm điện thì gaming laptop nó cũng không có chạy hơn được 2 tiếng đâu. Cho nên mình xem Ally giống như là một cái máy laptop mini. Cho nên khi mà chơi game mà những game mà đòi hỏi đồ họa nhiều nè, nặng nè thì chơi 2 tiếng đó là cũng như mình dự đoán thôi. Vậy thì mình khi mình nói lại rằng giữa hai máy Ally và Steam Deck thì bạn nên chọn máy nào? Thì nếu như bạn ở Mỹ á thì ví dụ như cái lựa chọn của bạn á nó sẽ khác, là như chẳng hạn như máy Steam Deck nó có 3 phiên bản 64GB, phiên bản 256GB, phiên bản 512GB. Thì phiên bản bán chạy nhất là phiên bản 512GB với giá 649 đô.
Ở phiên bản này á thì nó chỉ khác biệt với phiên bản rẻ nhất 64GB á, là ở cái storage SSD thôi. Chứ ngoài ra con chip hay đồ họa là nó cũng y như nhau, nó không có khác biệt. Trong khi máy Airline á, thì nó có hai phiên bản. Phiên bản Z1 Extreme á, là 699 đô á, và phiên bản Z1 bình thường là 599 đô. Tức là phiên bản Z1 bình thường nó rẻ hơn 100 đô. Nhưng mà thay đổi của nó là không không chỉ rằng cái storage của nó chỉ bản phiên bản Z1 bình thường nó giảm xuống còn có 256 GB thôi. Và cấu hình của nó cũng thực ra cũng yếu hơn cái phiên bản Z1 Extreme nhiều. Thành ra cái 100 đô mà rẻ hơn đó, thật ra nó không có đáng. Đó, mình vẫn thấy rằng mua bản phiên bản Z1 Extreme nó là tốt hơn. Tại vì nếu như bạn mua phiên bản Z1 bình thường thì nó không khác gì một cái Steam Deck á. Thành ra nó không phải là lựa chọn kinh tế. Và nếu so sánh giữa hai phiên bản mà cao nhất của hãng thì 512 GB của Steam Deck 649 đô và phiên bản Z1 Ally Z1 Extreme 699, thì giữa 649 và 699 thanh chênh lệch nhau có 50 đô à. Nhưng mà cái Ally nó mạnh hơn cái Steam Deck gấp đôi. Thành ra nếu như mình ở Mỹ mà nếu như cái quyết định mình mà bỏ tiền ra để mà mua một cái máy mà chơi game một máy thôi, tức là không có sự lựa chọn chỉ có một á, và nếu như có thể mua được cái máy mà 700 đô trở lên á thì mình sẽ chọn máy Ally. Nhưng mà ví dụ như bạn chỉ có thể mua máy khoảng 500 đô đổ lại, thì nếu 500 đô đổ lại thì mình sẽ là chọn Steam Deck. Tại vì Steam Deck á, thì bạn có thể mua phiên bản rẻ nhất là phiên bản 64GB là 399 đô. Đó. Ở phiên bản này á, thì bạn mua xong thì bạn về bạn có thể sử dụng thẻ nhớ micro SD như trong video khác của mình á, thì cái máy của mình là cái máy mình sử dụng thẻ nhớ micro SD để mình bỏ các gia lập, các game gia lập này nọ đều trên cái micro SD đó. Còn ở trong cái internal SSD á, thì mình đã nâng cấp nó lên từ 64 GB lên thành 1 TB. Thì một năm qua cái giá thành của storage đó, flash storage nó đã giảm rất là nhiều. Nó không còn mắc như hồi dịch Covid nữa. Bây giờ nó rất là rẻ. Thành ra như bạn mua phiên bản rẻ nhất 664 GB á, có 399 đô, thì bạn cứ thêm khoảng 80 hoặc 90 đô nữa là bạn nâng lên thành 1 TB. Tức là bạn có gấp đôi cái storage mà của chính hãng offer. Đó. Mà ngược lại thì bạn lại tiết kiệm được từ 150 đô tới 170 đô lận. Thì tính ra là cũng tiết kiệm gần 40% so với cái giá thành của cái máy Steam Deck rẻ nhất. Còn đối với máy Ally này á, thì mình thấy rằng vì nó hãng đã cho storage là 512 GB rồi, thì mình thấy không cần thiết phải nâng cấp lắm. Vì đa số từ khi bạn là người mà thích cài một đống game và không có thời gian chơi á, thì bạn mới cần nâng cấp 512 GB lên 1 TB hoặc là 2 TB. Nhưng mà mình thường là không có thói quen đó. Những game nào mình chơi xong mà mình không thích nữa mình sẽ xóa. Thành ra mình không không gặp vấn đề là storage, đúng không? Có một điều đáng tiếc của máy Ally á, là cái thiết kế mà để đặt thẻ nhớ á, thì không biết ông kỹ sư nào lại không có suy nghĩ thấu đáo, lại bỏ cái nơi đặt cái thẻ nhớ ở trên cái hệ thống tản nhiệt. Thành ra có rất nhiều người đã báo rằng là cái thẻ nhớ SD, micro SD của họ sau một thời gian sử dụng nó là bị nướng. Đó. Thành ra từ lúc mà cái tin nó ra là mình không có sử dụng cái thẻ nhớ nữa, vì mình không có muốn mà bị mất cái thẻ nhớ.
Cho nên theo mình đánh giá đây là một cái khuyết điểm lớn nhất của cái máy Airline, là vì không sử dụng được thẻ nhớ micro SD. Còn ngoài ra thì mình thấy cái hệ hình Windows đa số mọi người ai nấy cũng rành rồi, thì nó sẽ không có như Steam Deck á, thì khi mà sử dụng trên gaming mode á, đó, thì nó cảm giác như là bạn chơi trên máy PlayStation đó, máy PS4, PS5 á, là màn hình nó và mọi thứ nó đơn giản và dễ sử dụng, đúng không? Đó. Nhưng mà bạn có thể nhớ rằng á, đa số nhiều game trên Steam Deck bạn chơi không được á, thì bắt buộc bạn phải chỉnh sửa ở desktop. Bạn phải chuyển từ gaming qua desktop. Thì ở desktop á, thì cũng bắt buộc bạn phải sử dụng chuột và bàn phím, tại vì nếu không có chuột bàn phím á, thì cái Steam Deck nó sẽ khó sử dụng lắm, tại vì cái màn hình touchscreen của nó không được nhạy như cái Airline này. Thành ra nếu mà không có bàn chuột bàn phím á, thì ở desktop mode á, bạn sẽ mất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian hơn ngay cái Airline nữa, để mà bạn di chuyển copy file hay là này nọ, download này nọ, nó rất là lâu. Cho nên thật tình mà nói thì mình lúc nào mình cũng khuyên là nếu như mọi người cho dù mua máy Airline hay là máy Steam Deck thì cũng nên có một cái bàn phím và chuột Bluetooth để mà kết nối, để mình dễ sử dụng hơn. Thì quay lại cái câu hỏi là liệu máy Airline có xứng đáng 18 triệu hay là 699 đô không, thì theo mình thấy là nó xứng đáng đó. Bởi vì như bạn xem những cái máy gaming laptop chẳng hạn, thì cái máy bèo nhất nó cũng ở cái khoảng cái giá đó rồi đó. Nhưng mà ngược lại thì đối với những người như mình đó, làm bên công nghệ thì bản thân mình đi đâu cũng đã có một cái máy laptop mang theo rồi, rồi như máy làm việc đó. Mà mình không muốn mang theo thêm một cái máy chơi game laptop cồng kềnh nặng nữa. Cho nên khi những cái máy mà cầm tay này được phát hành từ Steam Deck năm ngoái và Airline năm nay, thì mình là thích rất là ưa chuộng những máy này, tại vì nó nhỏ gọn và dễ cho mình mang đi khi mình đi chơi xa chẳng hạn. Thì vì ở Việt Nam không có lựa chọn mua Steam Deck giá rẻ như bên Mỹ, cho nên mình sẽ không có khuyên các bạn ở Việt Nam mua Steam Deck để tránh ví dụ như máy bị lỗi và cần được bảo hành. Bạn không cần phải tốn tiền để trả máy sang bên Mỹ để được bảo hành, vì tiền ship từ Việt Nam sang Mỹ nó rất là mắc. Cho nên khi một bạn ship qua là bạn có thể bạn tốn một số tiền so với cái máy bạn ra bạn mua, nó mình thấy không có đáng. Cho nên ở Việt Nam thì mình sẽ lựa chọn mua Airline hơn, tại vì có gì mình sẽ được hãng trực tiếp hỗ trợ tại Việt Nam. Còn ở Mỹ thì sẽ tùy vào cái túi tiền của bạn muốn bỏ ra. Nếu mà dưới 500 đô á, thì mình sẽ chọn mua Steam Deck, tại vì ở cái giá 500 đô bạn khó thể nào mà tìm được một cái máy cầm tay mà chơi game rẻ như vậy. Tại vì có nhiều hãng Trung Quốc á, như mấy hãng như Aya Neo, GPD, Win, những hãng này á, nó vốn nó ra phát hành nhiều cái máy cầm tay Windows trước rồi, nhưng mà vì nó sản xuất số lượng ít cho nên giá thành của nó rất là cao. Một số máy mình mấy năm trước mình xem và như bây giờ mình cũng xem á, thì nó đều từ 1.000 đô trở lên không à. Thành ra ở cái giá 500 đô bạn sẽ không có kiếm được máy nào ngoài máy Steam Deck thôi. Thì Steam Deck á, thì bạn mua phiên bản rẻ nhất là 64 GB.
Đó. Sau đó bạn có thể mua thêm cái storage trên Amazon khoảng 80-90 đô là bạn có 1 TB rồi. Tính ra là bạn chỉ tốn khoảng dưới 500 đô. Và đặc biệt đó là bây giờ là sắp tới mùa lễ nó nào thì mình đương đoán là Steam Deck chắc sẽ được giảm giá khoảng 10%. Đó, cho nên thành ra phiên bản 64 GB thì chỉ còn 360 đô thôi. Đó. Cũng như thật ra ở bên Mỹ thì nó có lợi thế hơn đó là vì các cửa hàng đó, nó thường xuyên có những cái promotion để mà kích cầu người mua đó. Như máy Ally nè, là vừa rồi là cửa hàng Best Buy nó giảm giá phiên bản Z1 Extreme, nó giảm 100 đô từ 699 giảm còn 599 rồi. Thành ra như lúc đó những cái máy mạnh nhất lại bằng bằng giá với cái máy yếu, cho nên không có lý do gì mà người tiêu dùng phải mua cái máy Z1 bản thường đó, khi cái bản Z1 Extreme nó mạnh hơn và nó lại đồng giá. Chỉ có điều á, là ở bên Mỹ thì những cái promotion này á, nó có giới hạn. Giới hạn thì bình thường nó giới hạn trong 7 ngày một tuần á. Cho nên trong một tuần nó bạn không mua á, thì nó sẽ quay lại giá bình thường. Đó, và bạn phải đợi thời gian rất là lâu nữa. Thì mới có giảm đợt giảm giá kế tiếp. Thì nói chung mình đã tóm tắt lại đó, là đối với những người mà thích chơi game cầm tay thì cho dù như bạn có máy desktop ở nhà hoặc là bạn có máy console như PS5, như mình cũng thường xuyên chơi game cho PS5, nhưng mà khi mà mình không có muốn ngồi trên trước TV để mà chơi á, mình muốn nằm chơi hay ngồi chơi bất cứ ở đâu á, hay là đi ở phi trường hay là đi rất là đi chơi đâu đó, mình không nhất thiết phải đem theo một cái máy nặng cồng kềnh, đúng không? Không cần phải mang theo gaming laptop làm gì, thì mình sẽ lựa chọn mình sẽ mang trước đây là mình mang Steam Deck, còn bây giờ thì mình mang Ally. Ra giữa hai máy Steam Deck và Ally thì có câu hỏi là nếu như lựa chọn thì sẽ lựa chọn cái máy nào, nếu như một người đã mua Steam Deck năm ngoái như mình chẳng hạn thì có nên mua Ally hay không, thì cái đó thì tùy theo tài chính của bạn thôi. Nếu tài chính bạn cho phép á, thì bạn có thể mua Ally, còn không thì bạn phải bán Steam Deck để bạn mua Ally đó. Cái đó là tùy theo cá nhân của mỗi người thôi. Bản thân mình thì vì mình đã bỏ rất nhiều thời gian đó, để làm cho máy Steam Deck của mình nó sử dụng y như ý mình muốn đó. Thành ra mình sẽ không có bán Steam Deck, mình sẽ giữ Steam Deck. Nhưng mà mình biết là cũng rất là nhiều người khi mà mua mua Ally thì họ bán Steam Deck, thì cái đó tùy theo cá nhân thôi. Cho nên video mình tới đây mình xin tạm dừng. Ở trên video khác mình sẽ bàn về những chuyện khác hơn. Như bạn nào mà có ý kiến gì thì cứ viết comment ở dưới. Xin bấm like và subscribe. Cảm ơn các bạn.